Rồi, bữa nay về ăn Tết nha. Anh hai lên hồi nào? Anh hai lên hồi nào? Mới lên. Chào khán giả nghe coi. Chào khán giả kênh Mã Đạt. Rồi, cảm ơn nha. Đang vô tận mà kia làm tao chết rồi. Chết hả? Thường không? Có thường không? Thường hen. Kiếm ba rồi ba ơi. Đang vô trận, đang vô trận. Rồi, giờ mình đi tới làm sao nha, coi chủ gia ta chuẩn bị được món gì rồi. Món gì vậy? Món gì? Tôm. Ủa, sao mà thấy đâu mọi người khoe cái coi đâu đó. chạy nước miếng khoái chạy nước miếng con nói coi chạy nước miếng khoái chạy nước miếng khoái chạy nước miếng đâu nói lại coi khoái chạy nước miếng nói lại chạy miếng khoái rồi đây cái món này không có chảy nước miếng, món này chảy nước miếng đâu. Lấy cho chị thêm nước mắm đi, chị quay lên coi cái chị cách ăn cái này cho món này kêu bằng món gì vậy bé Ngân? Làm cũng phải nói chứ. Bị cuốn. Món gì chị Hai? Chị Hai. Món này là món bị cuốn hả em? À, cảm ơn chị nha. Em không biết cách ăn luôn ấy, đây chị cách ăn cho. Chúc lên đi. Đồ chém. Có người ta mà à, cái này là kêu bằng gì? Ăn xong chưa mà rửa chén? Chưa ăn em mà rửa trước. À, mỗi người công việc nha, Tết nhất bận rộn ghê không? Tuy nó có vất vả nhưng mà nó vui. Nó cực mà nó vui. Công nhận cái ngon. Ngon ghê không? Dạ. Ngon là rau quá. Đó. Rau này là rau sạch nhà trồng nữa. Rau này là không có thuốc nữa nè. Đó, đó cái giá trị là chỗ đó nha mọi người. Cái giá trị chỗ mà rau sạch đó. Đó, chứ rau thì rau nào cũng như rau nấy, nhưng mà cái chỗ có giá trị là thuốc. Thấy ngon không? Có mùi gì đó. Rau giấc cá nhà trồng nè. Rất ngon luôn á. Cá nào là nấy bự. Ủa, Út cái này nó thiêu Út. Hả? Này thiêu Út. Rau lỗ hả? Dạ. Cái gì thiếu chứ cái này là không bao giờ thiếu nha. Ngày Tết á, này là bánh tét. Năm nào cũng phải có. Con té không? Chào đi, con chào đi. Hello. Chúc đi, chúc Tết đi. À, chúc sao? Chúc đi. Ăn gì mà ngon dữ em? Bún nước tương rau bún. Sống. Trời, chị mà ngon đấy nha. Trời ơi, nhìn thấy thấy mày chạy nước miếng, chạy cái nước miếng. Rau nhút nữa. Đâu đâu cái thôi đâu. Đâu rồi. Đơn giản mà, mọi người cứ lỡ đó lấy bún rồi bỏ rau vô, coi cho nó tương sống luôn mà. Chạy nước miếng.